Chỉ với một lần chi quỹ bình ổn giá xăng dầu để kiềm hãm đà tăng giá qua 22 kỳ điều hành giá xăng dầu, nên quỹ này đang dư hơn 7.400 tỷ đồng. Trong khi giá xăng hiện nay đã gần 25.000 đồng lít. Ngày 13 tháng 9, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dư của quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết ngày 30 tháng 6 là hơn 7.400 tỷ đồng. Riêng trong quý 2, tổng mức trích lập vào quỹ của các doanh nghiệp xăng dầu là hơn 1.700 tỷ đồng, nhưng tổng mức chi sử dụng quỹ trong quý 2 chỉ có 5,91 tỷ đồng. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, từ ngày 13 tháng 2, sau 21 kỳ điều hành không chi sử dụng quỹ với giá xăng, đến ngày 11 tháng 9, cơ quan điều hành mới quyết định chi quỹ để kiềm hãm đà tăng giá, nhưng chỉ áp dụng mức 22 đồng lít với xăng E5 Ron 92 và 14 đồng lít với xăng Ron 95.